Công trường làm việc xuyên lễ, Tết. Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường thi công gói thầu SL02 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu Bãi Vọt do binh đoàn 12 đảm nhận vẫn rộn ràng tiếng búa, máy. Người lao động trên công trường miệt mài với từng phần việc, bám sát tiến độ, sớm đưa dự án về đích. Làm việc tại công trình cầu ồ ồ, gương mặt anh Nguyễn Hữu Nam ướt đẫm mồ hôi, đôi tay vẫn chăm chút từng mối hàn. Anh Nguyễn Hữu Nam chia sẻ, là công nhân tham gia dự án từ những ngày đầu đến nay, những công việc vất vả nhất tại công trình cầu ồ ồ đã hoàn thành. Cây cầu đã hiện rõ hình hài. Đối với anh Nguyễn Hữu Nam và các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, việc thi công xuyên lễ, Tết, không có ngày nghỉ đã không còn xa lạ. Những dịp như vậy, đơn vị luôn quan tâm đến các chế độ, chính sách cho người lao động, từ thu nhập tăng thêm đến bữa ăn tăng ca và nhiều đãi ngộ khác. Khó có thể kể hết những vất vả, gian nan của người đi mở đường, đặc biệt trong giai đoạn đầu dự án. Kể về những ngày đầu khi mới bắt tay vào làm cầu Thần Vũ 2 thuộc dự án cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Tuất, chỉ huy công trình cầu Thần Vũ 2 thuộc chi nhánh Trường Sơn 28, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết, một trong những khó khăn lớn nhất là mở đường công vụ, vận chuyển khối lượng lớn xe, máy móc, thiết bị vào công trường. Là công trình cầu lớn trên tuyến, chiều dài gần 1,3 km, 32 nhịp, 31 trụ, trong đó trụ cao nhất đạt 45m. Quá trình thi công cầu Thần Vũ 2 không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của người lính thợ mà còn tuân thủ nghiêm các mốc thời gian, áp dụng kỹ thuật hiện đại, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Theo anh Trần Nam Giang, công nhân vận hành máy cầu, làm việc ở các trụ cao hàng chục mét nên tuân thủ quy tắc an toàn là yêu cầu trên hết. Một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến những người lao động khác. Việc giữ vững an toàn lao động là một trong những yếu tố giúp gói thầu SL02 bám sát tiến độ đề ra. Dù công trường dự án cách xa khu dân cư nhưng nơi ăn, chốn ở được bố trí khá khang trang, ngăn nắp, đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người lao động được chăm lo, quan tâm chu đáo. Hệ thống điều hòa nhiệt độ được lắp đặt đến từng phòng ở công nhân. Cách công trường không xa là khu vực làm việc của ban điều hành với dãy nhà xây mới, mang đến môi trường làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp. Thiếu tá Trương Minh Tiến, phó giám đốc ban điều hành kiêm chỉ huy trưởng gói thầu SL02 dự án Diễn Châu Bãi Vọt của binh đoàn 12 chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ, người lao động trên công trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất bộ đội Trường Sơn, bám công trường, đôn đốc các đơn vị triển khai công việc, quản lý chất lượng công trình chặt chẽ. Trên công trường, đơn vị bố trí tổ quản lý an toàn, kiểm tra trực tiếp, hướng dẫn người lao động bảo đảm an toàn theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn của dự án. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến đời sống người lao động, không còn hình ảnh nhà ở, lán trại tạm bợ, từ đó, người lao động yên tâm cống hiến, gắn bó với công việc. Tạo điều kiện để người lao động nâng cao năng lực, trình độ nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở của Binh đoàn 12 thực hiện, đạt kết quả tích cực. Trong đó, hệ thống nhà làm việc, nhà ở trên các công trường được quan tâm đầu tư bảo đảm thoáng.